Và đối với một người Phật tử, trước những thành phần xấu với những cái ý đồ cố tình chống phá Phật giáo thì chúng ta nên có cái ứng xử như thế nào để đúng với tinh thần trí tuệ và từ bi của một người con Phật? Khi mà một cơn lốc, khi mà một cơn bão nó đi qua đó, là việc đầu tiên là mình phải bảo hộ mình. Mình phải bảo hộ mình. Mình phải kêu người thân của mình hãy trú ngụ vào cái nơi an toàn và bảo hộ lại mình. Và trong cơn bão của truyền thông, đặc biệt là những cái cơn lốc xấu đó, thì bản thân chúng tôi hay ngồi để quán chiếu, để nhìn nhận lại mình, để nhìn nhận lại mình và bình tĩnh thản nhiên trước mọi sự vật hiện tượng. Khi mà một điều gì đó mới ập đến đó, là tâm lý thường của chúng ta đó là làm gì? Là phản ứng, là phán xét, là quy kết, vân vân, rất nhiều. Nhưng bản thân chúng tôi có thể là cũng không phải ai cũng đồng tình đâu. Nhưng mà chúng tôi ngồi lại để nhìn lại mình, nhìn những người bạn đạo của mình, nhìn lại những đồng môn của mình. Đó, để rồi mình lắng tâm, để mình để cho cơn bão nó xuôi theo. Còn nếu không khéo á, mình cũng trở thành những cơn bão tiếp theo nữa. Chân lý vẫn luôn luôn sáng ngời. Mặt trời vẫn tỏa sáng đó. Nhưng mà giông bão đi qua, những áng mây mờ nó bít lấp đi. Điều đó không có nghĩa là mất đi ánh mặt trời. Và rồi bão cũng sẽ đi qua, mặt trời cũng sẽ trở lại. Đạo Phật vẫn mãi sáng ngời ở trên thế gian này. Những cái dư luận tốt xấu của thế gian rồi không tránh khỏi. Cái quan trọng là những người Phật tử của chúng ta, thứ nhất là hãy bình tâm trước mọi cơn bão của truyền thông. Thứ hai là hãy vững chãi như núi và hãy giữ cái niềm tin bất động của mình đối với Tam Bảo. Và nếu có một vài hiện tượng tiêu cực xảy ra thì đó là những cái cá nhân. Không vì vậy mà đạo bị mất cái này hay là bị mất cái kia. Mà chúng ta hãy nuôi dưỡng chí nguyện của mình bằng cách là thực hành lời Phật dạy và bày tỏ sự chân chính của mình. Chúng ta càng phải sống tốt hơn nữa để thể hiện được rằng là ta Phật tử đi trên con đường đạo để ta có được lợi lạc như thế này, mà đừng có bị cuốn vào trong những cái vòng xoáy của những cái cơn bão dư luận, của những cái tiêu cực, để rồi chúng ta cũng bị xoáy theo nó mà có những cái buồn vui đáng tiếc.